Sự ra đi của Mino Raiola để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho giới cầu thủ, đặc biệt là những cái tên đang được ông làm người đại diện. Với sự khôn khéo và luôn đặt khách hàng của mình lên hàng đầu, người đàn ông này rất được lòng giới cầu thủ và có được những khách hàng tên tuổi như Ibrahimovic, Pogba, Haaland. Với sự ra đi đột ngột của Mino Raiola sẽ khiến những thân chủ của ông bị ảnh hưởng như thế nào? Sau đây, hãy cùng cả bóng đá tìm hiểu. Từ lâu, Mino Raiola luôn được xem là tay môi giới cầu thủ lão làng. Tuy không được lòng như câu lạc bộ và từng bị Sir Alex Ferguson ghét cay ghét đắng vì luôn đặt giá trị thân chủ lên hàng đầu, những thứ khác có hay không không quan trọng. Thế nên Raiola luôn được xem là người hùng trong giới cầu thủ và có trong tay một danh sách dài với hơn 70 cái tên. Nổi bật trong số này là hàng loạt những cái tên sao số. Một Ibrahimovic coi trời bằng vung cũng đã chọn Raiola, và siêu con người Ý cũng là cầu thủ hiếm hoi mà Zlatan chịu vâng lời. Một Paul Pogba đầy cá tính cũng chọn Raiola. Một siêu quậy như Mario Balotelli cũng chọn Raiola. Và xem ông không khác gì một người cha của mình. Một Erling Haaland đầy tài năng và hiện là một trong những cầu thủ được săn đón nhất thế giới cũng chọn Raiola. Tất cả như một lời khẳng định cho khả năng cũng như đẳng cấp của vị siêu cò này. Xong, có một đề tài trở thành tâm điểm sau sự ra đi của Mino Raiola, chính là việc những cầu thủ do ông làm đại diện sẽ đi về đâu, đặc biệt là Ibrahimovic, Pogba và Haaland. Như đã nói ở đầu video, Raiola luôn là người đặt giá trị của cầu thủ lên hàng đầu và đã không ít lần những thương vụ do ông đàm phán đã giúp cầu thủ đổi đời. Nếu không xa thì chính thương vụ Paul Pogba về Man giữa tết mùa hè 2016. Vụ chuyển nhượng đình đám này giúp cho chính Pogba lẫn Raiola thu về bộn tiền. Cụ thể thì Pogba khi đó trở thành cầu thủ đắt giá nhất ngoại hạng Anh, có số tiền mà vị siêu cò này bỏ túi lên tới khoảng 20 triệu bảng. Con số hiện tại vẫn đang là kỷ lục dành cho một tay môi giới cầu thủ. Theo những con số thống kê từ Forbes, Mino Raiola đã kiếm được khoảng 80 triệu euro từ việc môi giới cầu thủ trong suốt sự nghiệp của ông. Một con số đáng mơ ước và đủ để ông thành lập một công ty đại diện mang tên chính mình. Hiện tại, với việc Mino Raiola đã không còn, thì theo nhiều nguồn tin từ Marca, những thành viên còn lại trong công ty của Raiola sẽ nắm quyền điều hành. Nổi bật trong số này là Rafaela Pimienta, luật sư và cũng là đối tác hàng đầu của Raiola, người đóng vai trò then chốt trong việc đàm phán trong vòng 20 năm qua. Bên cạnh đó còn là cánh tay phải của Raiola, Vincenzo Raiola, người anh họ của ông, và Jose Fortes, người được xem là trợ lý siêu đắc lực của siêu cò người Ý. Với nhiều khả năng, Jose Fortes sẽ là cái tên thay thế Raiola để làm người đại diện và đứng ra trực tiếp thương thảo hợp đồng cho những thân chủ. Với việc thị trường chuyển nhượng hè chỉ còn 2 tháng nữa là mở cửa, tương lai của những cái tên do công ty Mino Raiola đại diện đang được quan tâm hơn cả, đặc biệt là những trường hợp như Ibrahimovic, Pogba, Haaland. Bên cạnh đó, với việc hợp đồng sẽ đáo hạn với AC Milan vào mùa hè, Ibrahimovic chắc chắn sẽ rơi vào những sự lựa chọn đầy khó khăn. Ra đi, giải nghệ hay tiếp tục ở lại, đó sẽ là những sự lựa chọn dành cho tiền đạo 41 tuổi vào mùa hè. Mất đi Raiola, Ibrahimovic cũng mất đi người tư vấn đáng tin cậy của bản thân. Vẫn như cảm đã nói ở trên, Mino Raiola chính là một trong những người hiếm hoi mà Ibrahimovic đầy cao ngạo, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Một thông tin bên lề khá thú vị khi chính Ibrahimovic cũng bỏ ngỏ khả năng nối gót Raiola đi theo nghiệp môi giới cầu thủ. Khi phát biểu trên tờ Tutto Mercato sau sự ra đi của Raiola, tiền đạo người Thụy Điển đã thẳng thắn đề cập: "Thật buồn khi một người bạn, một người anh và cũng là một người đại diện của tôi đã giả từ cõi đời. Mong một điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mino trên thiên đàng. Còn về phần tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ của công ty Raiola. Mọi chuyện về tương lai của tôi sẽ có câu trả lời vào tháng sau. Nhưng tôi thực sự hào hứng trước viễn cảnh trở thành một người đại diện như Mino đã làm. Một công việc thú vị và thực sự hợp với tính cách của tôi." Ngoài tương lai chưa xác định của Ibrahimovic, một cái tên khác cũng đang khiến bộ sậu của Raiola phải đau đầu là Paul Pogba, khi mà hợp đồng của tiền vệ người Pháp cùng Man United cũng sẽ hết hạn vào tháng 6. Với việc không gia hạn hợp đồng và đã rời nhóm chat WhatsApp của Man United, Pogba rõ ràng đang có những động thái cho sự ra đi. Nhưng đi đâu, về đâu lại đang là dấu hỏi lớn về Pogba, khi mà Raiola, người đóng một vai trò rất lớn trong việc định hướng nghề nghiệp cho tiền vệ 29 tuổi. Còn nhớ thì Pogba chính là đạo diễn trong hai thương vụ duy nhất của Paul Pogba, khi rời Man United chuyển đến Juventus và di chuyển ngược lại. Chính vì thế nói rằng vị cố siêu cò là người định hướng nghề nghiệp của Pogba cũng chẳng sai. Hiện tại thì Juventus và PSG là những đội bóng bày tỏ sự quan tâm cho Pogba.
nhưng lựa chọn bên đội nào tiềm năng hơn thì có lẽ chỉ mình Mino Rao là hiểu. Pogba sẽ ra đi vào mùa hè này theo dạng tự do. Điều này sẽ khiến câu lạc bộ sở hữu anh tiết kiệm được kha khá phí chuyển nhượng. Xong, điều đó cũng sẽ giúp tiền vệ 29 tuổi có thể đòi hỏi một mức lương hậu hĩnh hơn. Với việc mất đi Rao là người được xem là bậc thầy trong nghệ thuật đàm phán và luôn nằm cửa trên trong những cuộc thương thảo với ban lãnh đạo câu lạc bộ, Paul Pogba khả năng sẽ khó có được những gì mà mình mong muốn tại câu lạc bộ mới, và cục diện cũng vì vậy mà đổi chiều. Thương vụ Ibrahimovic và Pogba chắc chắn sẽ khiến bộ sầu thân tín của Mino Raiola cảm thấy đau đầu vào mùa hè. Song trong danh sách những khách hàng của Raiola vẫn còn một cái tên cực kỳ đáng chú ý và cực kỳ hot, Erling Haaland. Khi tiền đạo người Na Uy khả năng cao cũng sẽ chuyển câu lạc bộ vào mùa hè. Khác với hai người đàn anh, thì thời hạn hợp đồng giữa Haaland và Dortmund vẫn còn đến năm 2024, kèm điều khoản thanh lý lên tới 75 triệu euro và nó sẽ được kích hoạt vào tháng 6. Theo nhiều nguồn tin thân cận, thì Raiola đã thương thảo với Manchester City và hướng thân chủ của mình đến với đội chủ sân Etihad, nơi mà cha của Haaland trước đây cũng từng chơi bóng. Những nhà đương kim vô địch nước Anh được cho là sẽ trả đủ số tiền phá vỡ hợp đồng của Haaland và trao cho tiền đạo sinh năm 2000 mức lương cực khủng lên tới 500.000 bảng một tuần. Song khúc mắc trong thương vụ này chính là mức tiền lót tay lên tới hơn 30 triệu euro dành cho Mino Raiola cùng với cha của Haaland, dẫn đến việc tổng số tiền mà Manchester City phải trả cho thương vụ này, chưa tính tiền lương của Haaland, rơi vào khoảng hơn 100 triệu euro. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những tin đồn và chưa có gì là chắc chắn với tiền đạo người Na Uy. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể xác định tương lai của Haaland. Thực tế thì với việc mất đi Raiola, Haaland vẫn còn đó cha của mình, ông Alf Inge Haaland, lo cho công tác chuyển nhượng. Nhưng nếu so với Mino Raiola về kinh nghiệm cũng như khả năng thương thảo, Erling Haaland sẽ khó có thể mong chờ nhiều ở cha mình. Việc ra đi đột ngột của Mino hoàn toàn có thể khiến những gì mà ông đã thương thảo với ban lãnh đạo Manchester City trước đó dành cho Erling Haaland tan thành mây khói. Khi không chỉ Man City hay bất cứ đội bóng nào khác ở hiện tại, nếu muốn sở hữu chân sút người Na Uy thì sẽ không còn phải chịu cảnh thất thế trên màn đàm phán vì không còn sự xuất hiện của Mino Raiola. Rõ ràng, với sự ra đi của ông, thân chủ của những cái tên được siêu còn người Ý làm đại diện thực sự đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi họ sẽ phải đối diện với một tương lai mơ hồ, cùng quyền lợi sẽ không còn được đảm bảo cao như trước. Nhìn chung, công việc đại diện và tham gia đàm phán hợp đồng cho các cầu thủ vẫn sẽ được điều hành bởi công ty của Mino Raiola và được tiếp nối bởi những vị trợ lý thân tín của ông. Dù vậy, sự ra đi của Mino Raiola cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những lợi ích của Haaland, Pogba hay định hướng của Ibrahimovic. Raiola vẫn luôn nổi tiếng với sự thẳng thắn và đầy tự tin trên bàn đàm phán. Điều này có phần tạo nên danh tiếng và lợi ích khổng lồ cho những cầu thủ mà ông làm đại diện. Quyền lực của cố siêu còn người Ý cũng là yếu tố khiến nhiều đội bóng phải e ngại khi làm việc với ông. Không còn Mino, cục diện đàm phán giữa câu lạc bộ và cầu thủ cũng sẽ có nhiều thay đổi. Qua đó khả năng cao nó sẽ dẫn tới biến động trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè này.